Những ngày gần đây là sóng Covid-19 tại Indonesia có chiều hướng bùng phát trở lại. Chính phủ Indonesia đang cân nhắc áp dụng lại quy định đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài trời trong bối cảnh các ca mắc mới gia tăng. Ông Mohammad Varin, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia cho biết Bộ Y tế nước này đang đánh giá lại quyết định cho phép bỏ khẩu trang khi hoạt động ngoài trời hoặc những nơi ít người qua lại. Đồng thái này diễn ra khi những ngày gần đây số ca mắc mới COVID-19 trong ngày tại Indonesia liên tục vượt hơn 500 ca, trong đó có một số ca tử vong. Theo ông Svarin, Bộ Y tế Indonesia đang điều tra về khả năng COVID-19 lây lan nhanh trở lại do các dòng phụ BA4, BA5 của biến thể Omicron. Nếu tìm ra mối liên hệ này, cơ quan y tế Indonesia sẽ yêu cầu áp dụng các quy định y tế chặt chẽ hơn như bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời cùng với việc đẩy mạnh tiêm chủng. Hôm 10 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết, nước này đã phát hiện 4 ca đầu tiên nhiễm dòng phụ BA4, BA5 của biến thể Omicron tại đảo Bali. Ba trong bốn bệnh nhân không có triệu chứng và đều đã được tiêm vaccine đầy đủ. Chính phủ Indonesia cho biết sẽ tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh trong hai tháng tới. Nếu COVID-19 được kiểm soát thành công trong suốt tháng 6 và tháng 7 thì Indonesia có thể tuyên bố COVID-19 là căn bệnh đặc hữu vào dịp Quốc khánh 17 tháng 8. Kết quả cuộc khảo sát huyết thanh do Bộ Y tế Indonesia thực hiện vào tháng 3 năm 2022 cho thấy 99,2% dân số Indonesia đã có kháng thể chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 nhờ tiêm chủng, lây nhiễm tự nhiên hoặc cả hai hy vọng với việc áp dụng lại quy định đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài trời indonesia có thể giảm thiểu được tối đa các ca mắc mới tại đất nước này